Dạ vâng, chào mừng tất cả quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng, quay video và giới thiệu sản phẩm của cơ sở đồ gỗ nội thất Yuan. Ở trong video clip ngày hôm nay thì cơ sở đồ gỗ nội thất Yuan xin trân trọng được bán ra tới anh Vinh ở Phú Thọ, ở Vĩnh Phúc, một bộ combo bàn ghế phòng khách. Và bây giờ em sẽ đi sâu hơn về cái phòng khách của nhà anh và mặt combo sản phẩm đó là gì, thì bây giờ em sẽ cho quay trực tiếp và giới thiệu luôn cho các bác xem qua. Dạ vâng, đây là phòng khách nhà anh. Đây, bộ combo đó là bộ ghế tân thủy hoàng và một chiếc kệ tivi cột nhỏ cột sóc. Dạ, bộ tân thủy hoàng này thì gồm 6 món, gồm một đoạn dài, hai ghế đơn, một bàn, một đôi kẹp và một đôi quai. Và chiếc đoạn dài này thì bên em vừa thiết kế đoạn dài là 2m50, cao là 1m25, sâu là 71. Phần giới thiệu đầu tiên về chiếc đoạn dài này là cái bán cái vách đây. Vách bên em thì được 3 chữ phúc lộc thọ đấy, tượng trưng cho sự tài lộc và may mắn đến với gia chủ. Còn ván mặt thì đều là ván mặt liền, của bộ sản phẩm này đều là ván mặt liền và dày 2 phân, khuôn tranh dày 4. Đây, khuôn tranh dày 4 phân các bác nhá. Hàng 2 tầng cổ chỉ yếm liền. Bộ dày 4 phân. Chân là chân 12, chân vén đế liền. Đây, mai rùa liền các bác nhá. Cổ thịt cũng là cột 12, cột liền và cột trung tâm. Và cái khung xương này của bên em thì làm từ dày 4 các bác nhá, dày từ 4 phân. Và hai cái cột trong đây thì được đục hai con ghê. Đây, các bác nhá, hai con ghê. Và cái phần trương thì cũng được làm trương liền. Đấy, trương liền. Và rồi chiếc đoạn dài còn tiếp theo là hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn này thì bên em đồng kích thước là cao là 1m25, dài là 1m08 và sâu là 71. Ván mặt thì đều là ván mặt liền, dày 2 phân, chọn vân, chọn gỗ kỹ lưỡng tỉ mỉ. Đây, bác có thể nhìn thấy đều dày 2, khuôn tranh dày 4. Đó. Và cái phần vách của hai chiếc ghế đơn này thì được chữ phú và chữ quý các bác nhá. Đây, chữ phú và chữ quý. Đó. Còn tiếp theo đây là chiếc bàn. Chiếc bàn này được làm kích thước là 75 x 1m45. Và mặt bàn thì được kệ theo bức tranh thuận buồm xuôi gió. Đấy. Và mỗi bên bàn thì sẽ có một chiếc ống kéo. Đây. Hoàn thiện tinh kỹ từ trong ra ngoài. Đấy. Và cái ống kéo này thì tiện lợi thì để đồ các bác nhá. Còn tiếp theo đây là chiếc đôn kẹp. Đôn kẹp này bên em có chiếc 40 x 75. Và đầu nó cũng có một chiếc ống kéo. Đây. Cực kỳ tiện lợi khi để đồ. Hoàn thiện tinh kỹ đây từ trong ra ngoài. Đấy, kể cả phần ngăn kéo. Và ván mặt ngăn kéo, ván mặt cái đôn đầu bàn này thì bên em đục bông hoa sen và những bông hoa sen và những con cò cực kỳ đẹp. Tiếp theo là chiếc đôn con. Đôn con này thì bên em kích thước 40 x 40 các bác nhá. Còn cuối cùng là chiếc kệ tivi cột nhỏ con sóc. Chiếc kệ tivi cột nhỏ con sóc 2m4. Và cánh, phần cánh này các bạn có thể nhìn thấy thì bên em đục tựa theo bức tranh tứ quý. Đấy, tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Và cái đây, kể cả cái kệ này, những cái phần gắn kéo này hoặc là những cái phần ấy đây các bác, cho các bác xem qua. Đấy, gỗ thì chọn lọc thì để kỹ lưỡng. Đấy, hoàn thiện tinh kỹ từ trong ra ngoài. Ván mặt kệ thì đây ván mặt liền lưng một tấm các bác nhá. Đấy, ván liền lưng một tấm, chọn vân chọn gỗ thì rất là đều màu. Đó là cái phần cột nho đây, quay cái phần cột nho các bạn xem. Đấy, được những bông hoa lá cây. Đấy, bông hoa sen cực kỳ đẹp. Đấy, có phần về phần chân của nó, chân vén cong các bác nhá, chân quỳ, chân vén cong. À, đừng làm vén cong. Còn phần yếm đây, yếm thì đều là yếm liền, được những bông hoa hồng và những bông hoa lá tây cực kỳ đẹp. Bây giờ thì em sẽ xin một vài ý kiến của anh Vinh về bộ combo sản phẩm này.
Quý khách có thể xem và liên hệ trực tiếp đấy, qua số điện thoại bên em 0988685625 hoặc là inbox trực tiếp ở đây. Đây là anh Vinh, anh là chủ nhà của bộ sản phẩm này. Anh có thể cho em vài ý kiến về bộ của bộ sản phẩm này của mình được không ạ? Tóm lại là đang rất là hài lòng. Vâng. Đúng là gồm gỗ sắc nét. Vâng. Mọi người ủng hộ cho đồ gỗ Hữu Uôn thì liên hệ theo số điện thoại 0988685625 nhé. Vâng. Và rất cảm ơn anh. Chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vâng. Đấy, vừa rồi cũng là phần feedback của anh đối với bộ sản phẩm này của cơ sở bên em. Những ai mà muốn yêu thích và quan tâm đến mẫu của bộ sản phẩm này thì hãy trực tiếp liên hệ qua số hotline trên màn hình 0988685625 hoặc là inbox trực tiếp để được tư vấn kỹ càng hơn và cụ thể hơn về mẫu sản phẩm và quý khách hàng đang quan tâm của bên em. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.